Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 25 tháng 4 tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông và Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước tổ chức hội nghị phối hợp triển khai thực hiện dự án đường cao tốc Đắk Nông - Trơn Thành. Tham dự hội nghị về phía tỉnh Đắk Nông có các đồng chí Ngô Thành Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Điều Cré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Về phía tỉnh Bình Phước có các đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngày 31 tháng 3 năm 2022, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về đề nghị sớm chấp thuận chủ trương hoàn tất bước chuẩn bị đầu tư khởi công dự án đường cao tốc đoạn Gia Nghĩa - Đắk Nông - Trơn Thành - Bình Phước trong giai đoạn 2021-2025. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông và các cơ quan liên quan nghiên cứu, thống nhất và đề xuất phương án đầu tư để sớm triển khai trong giai đoạn 2021-2025. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo hai tỉnh Đắk Nông và Bình Phước cho biết, ngay sau khi có kết luận của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo các ngành liên quan hai tỉnh xây dựng phương án quy hoạch, tính toán cắm mốc tuyến cao tốc. Với sự khẩn trương và quyết tâm cao nhất của hai tỉnh, tin tưởng rằng tuyến cao tốc sẽ nhanh chóng được triển khai, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của hai tỉnh. Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các sở ngành địa phương của hai tỉnh đề xuất thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác của hai tỉnh. Dự kiến hướng tuyến cao tốc Đắk Nông - Trơn Thành - Bình Phước, chi phí dự kiến đầu tư, khả năng cân đối vốn của hai địa phương, quy mô làn xe, phương án giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư. Qua thực tế của địa phương, Bình Phước đề xuất hướng tuyến đoạn qua địa bàn theo phía đông nam quốc lộ 14. Đối với đoạn Đắk Nông, dự kiến tuyến cao tốc từ Gia Nghĩa đến Bình Phước có chiều dài dự kiến gần 40 km. Các địa phương có hướng tuyến cao tốc đi qua của Đắk Nông đã tổ chức thông báo quy hoạch, giao các ngành chức năng quản lý việc xây dựng, quản lý đất đai sau khi công bố quy hoạch. Qua thảo luận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười thống nhất một số nội dung. Về phía Đắk Nông thì đề xuất đồng chí Bí thư là thống nhất rất cao về hướng tuyến của Bình Phước mà những đồng chí vừa trình bày, nó không cắt qua đường quốc lộ 14 mà chạy theo hướng này rất thuận lợi trong sau chúng ta kết nối với lại cái cầu Mã Đà nữa là rất là hay. Thế thì chúng ta thống nhất cái phương án của Bình Phước đề xuất, còn phía Đắk Nông thì rõ rồi, cũng không thay đổi gì cả. Và vấn đề thứ hai là thống nhất là giờ chúng ta bây giờ lấn cấn một ý các ông chí có hiểu là bây giờ là ai là cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì tôi nghĩ cái này là nên để Bộ Giao thông Vận tải, trừ trường hợp Thủ tướng chỉ đạo là giao cho tỉnh nào đó thì chúng ta chấp hành, bởi vì chúng ta là hai địa phương mà có một ông bộ trung ương điều chỉnh thì sẽ thuận lợi hơn. Đây là theo quan điểm của chúng tôi, đề xuất hai đồng chí bí thư thì như thế. Vấn đề thứ ba là việc thành lập ban chỉ đạo rất cần thiết, và đề xuất hai đồng chí bí thư sẽ là hai đồng chí trưởng ban, hai đồng chí chủ tịch hai tỉnh sẽ là hai tổ trưởng thường trực giúp việc cho hai trưởng ban, thì tôi nghĩ cái việc này nó mới đẩy được tốc độ cao nhất và như chúng ta mong đợi. Đấy thì vấn đề thứ ba thế. Thứ tư là cũng thống nhất việc tổ chức cuộc thi tư vấn thiết kế mà để phát triển quỹ đất hai bên. Cái này là nếu họ đã làm như vậy thì chúng ta nên nghiên cứu cái đó, và sau này nó thành công khai minh bạch mà đã tạo được điều kiện rất là tốt để chúng ta phát triển quỹ đất. Mục tiêu chính của chúng ta để phát triển kinh tế xã hội mà làm đường cao tốc là phát triển quỹ đất hai bên là sự rất cần thiết. Thế thì vấn đề thứ tư như thế. Vấn đề thứ năm là cũng thống nhất để lập cái vùng nguyên vật liệu để triển khai cao tốc. Thì báo cáo thì tôi cũng biết là một số tỉnh thành khi mà chúng ta háo hức làm cái này mà không lập quy hoạch cái này ngay từ đầu là lúc là vỡ trận. Mà nhà đầu tư vô mà họ nhà thầu vô mà thấy cái này xa là số tiền mà để đầu tư đổ lên rất nhiều. Đây là chúng ta có thể nghiên cứu ở đây này. Tính toán ngay chỗ này thì hai tỉnh cũng nên cùng làm. Thì ngay sau cuộc họp này thì đề xuất các đồng chí nên có một văn bản chính thức để báo cáo cho Thủ tướng Chính phủ rồi ạ. Thì trên cơ sở văn bản đó thì giao cho chúng tôi. Đấy, thì có thể là đồng chí Mười, chú Hiền cũng được trực tiếp ra làm việc với Bộ Giao thông Vận tải. Đề xuất anh là ngay cuộc họp này chúng ta có một văn bản chính thống thì hai đồng chí bí thư ký gửi Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi Bộ trưởng Giao thông Vận tải, và chúng tôi là những đơn vị ủy ban tỉnh sẽ tổ chức thực hiện cái này tốt nhất, hiệu quả nhất. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông Ngô Thành Danh khẳng định, tuyến đường cao tốc Đắk Nông - Trơn Thành có ý nghĩa rất quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của mỗi địa phương, của khu vực miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Dự án sớm triển khai sẽ đáp ứng sự mong mỏi, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông khẳng định,
Đây là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng trong nhiệm kỳ 2021-2025. Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông chỉ đạo các sở ngành liên quan phối hợp khẩn trương với Bình Phước chuẩn bị các bước để dự án được triển khai sớm nhất. Tôi đề nghị rất hết là tôi cũng thống nhất là thành lập ban chỉ đạo. Thì các đồng chí đề xuất hai đồng chí bí thư làm thì tôi nghĩ cũng tăng sức mạnh cho các đồng chí và chúng tôi là chỉ đạo thường xuyên hơn. Thì hai đồng chí chủ tịch là thực hiện cái thực thi nhiệm vụ này. Và dưới hai đồng chí chủ tịch thì có một cái tổ nữa, có những cái giúp việc cho cả hai đồng chí chủ tịch. Đấy, để làm sao mà kết nối thường xuyên liên tục. Tôi cũng thống nhất cái việc nữa là cho cái Bộ Giao thông là cơ quan chủ trì, cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tốt nhất là như thế, rồi ta bám vào đó ta làm thôi. Ta bám rồi ta có kiến nghị đề xuất. Và tôi cũng đồng ý ý kiến của đồng chí Mười, đồng chí Tự Hiền là sau đó các đồng chí bắt tay vào ngay để làm việc với Bộ Giao thông. Báo cáo anh Cường với chị Tự Hiền, chị Hằng rồi rằng là chúng tôi cũng có kết nối một số bộ rồi. Cũng có trao đổi, có tính chất là trao đổi nói chuyện thôi. Để các bộ cơ bản là ủng hộ, trong đó có Bộ Kế hoạch, Bộ Tài chính. Bộ Kế hoạch, Bộ Tài chính ủng hộ. Thì chúng ta thì cũng xin hỗ trợ, cũng xin một phần nào đó thôi. Chứ còn kết nối của Bắc Chính hôm trước ấy. Bộ Thủ tướng hôm trước là cái cách nói là về, chắc anh Cường nghe rồi đó, là chủ yếu là giao cho hai cái nhà đầu tư lớn ấy, hai cái ông đó, để ông lo cho chúng ta. Và anh bảo là trong vòng 2 đến 3 năm thôi, khẳng định trong 2-3 năm sẽ hoàn thành con đường này. Đây là một cái kỳ vọng rất ước mơ, khi nhân dân mà nghe cái con đường này người ta phấn khởi lắm, tôi nói phấn khởi lắm. Mà thật chứ, ở toàn quốc mình ở chỗ nào cũng đường cao tốc ấy. Riêng Tây Nguyên mới chưa có một mét, chúng ta cũng chưa có một mét nào cả. Đúng không? Nhân dân mà thấy người ta cũng buồn chứ. Ta quyết tâm này, tất nhiên ta tiếng nói từ đảng bộ và nhân dân của hai tỉnh. Thì tôi nghĩ là chắc thành công. Và tôi mong rằng các cái sở ngành ấy, là các đồng chí phải quyết tâm. Đây là nhiệm vụ chính trị, như đồng chí Thị Hiền nói ngay từ đầu tôi rất là thấy thấm thiết. Đây là nhiệm vụ chính trị có tính chất là rất là gì? Quan trọng trong cái giai đoạn này. Bây giờ Quốc hội với Chính phủ ủng hộ chúng ta rồi, các bộ ngành cơ bản chỉ phụ thuộc vào chúng ta. Còn cái hướng tiến là tôi cho các ông chí nói như thế là đúng, vừa là nó rút ngắn hơn, vừa là cái giảm cho cái chi phí đầu tư. Còn riêng đối với Đắk Nông thì các sở ngành cũng báo cáo như thế, là các ông chí tôi đề nghị là đồng chí Mười phải chỉ đạo quyết liệt, mà chủ yếu là huyện Đắk Lắk và dân nghĩa, còn dân nghĩa là phần phụ chúng ta là kết nối cái đó. Và còn về giải phóng tôi nói luôn, giải phóng là tôi đề nghị là giải phóng luôn là 100 mét. Chứ không giải phóng 50 đâu, giải phóng 100 mét để giữ luôn. Thay mặt đảng bộ và nhân dân tỉnh Đắk Nông rất cảm ơn anh Cường, các đồng chí tăng thường trực, các sở ban ngành của Bình Phước cùng tất cả dự hội nghị này. Chúc cái hội nghị chúng ta thành công rất là tốt đẹp và ta sẽ có thành quả sớm trong ngày mai. Xin cảm ơn. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường cho biết, dự án đường cao tốc thể hiện quyết tâm cao của hai tỉnh trong công tác phối hợp, kỳ vọng sẽ thu hút thêm các nhà đầu tư vào hai tỉnh. Thời gian tới, lãnh đạo hai tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ để làm việc với Trung ương về nguồn vốn dự án. Sau khi mà Thủ tướng đồng ý về chủ trương, về hướng tuyến, Bộ Giao thông cũng đã thống nhất cơ sở và cơ bản về hướng tuyến, thì bên Đắk Nông thì không thay đổi gì, nhưng bên Bình Phước chúng tôi là có thay đổi. Thì cũng đề nghị là một số việc mà chúng ta chuẩn bị sớm cho cái việc này. Trong đó có cái việc là quy hoạch cái vùng nguyên liệu vật liệu xây dựng để mà phục vụ cho cái công trình này. Cái thứ hai là trong cái xây dựng quy hoạch tỉnh thì chúng ta cũng kết hợp luôn, cũng đưa vào là ấy. Cái thứ ba là cũng dự kiến sẵn là cái phương án thi tuyển thiết kế. Thì cái này làm trước thì sau này đỡ phải mất thời gian ngồi bàn với nhau nữa, đúng không ạ? Với những cái tiêu chí như thế nào rồi là có cái tổ công tác hay ban chỉ đạo về cái cuộc thi này không? Việc hai tỉnh phối hợp triển khai dự án cao tốc Đắk Nông - Trơn Thành đã cụ thể hóa một phần nội dung chương trình hợp tác phát triển giữa Đắk Nông và Bình Phước giai đoạn 2022-2025. Sau hội nghị, trên cơ sở nội dung đã thống nhất, hai tỉnh sẽ có văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải để trình Thủ tướng Chính phủ.